Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ, kênh chuyên cung cấp thông tin mua bán ô tô trên toàn quốc. Và ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ gửi tới anh chị và các bạn thông tin đầy đủ những chiếc xe hiện đang bày bán tại HT Auto, địa chỉ 288T Phạm Hùng. Anh chị và các bạn quan tâm những chiếc xe nào trên đây thì có thể là truy cập vào web otoxehoi.com để xem chi tiết đầy đủ thông tin về chiếc xe anh chị đang cần tìm. Những chiếc xe trên đây thì bên showroom bán ra có cam kết cho anh chị và các bạn là không đâm đụng, không ngập nước, bao check test toàn quốc. Và ngay đầu tiên đây thì em sẽ gửi tới anh chị và các bạn là một chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu 2 cầu số tự động. Chiếc xe là sản xuất là 2016, đăng ký biển Hà Nội. Giá hiện chiếc xe hiện đang rao bán với mức giá là 880 triệu. Sẽ có giảm cho anh chị và các bạn khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Xe có ngoại thất màu đen, nối thất ghế da màu đen ạ. Phiên bản này nó trang bị đầy đủ các tính năng như là rửa đèn pha tự động, cốp điện, màn hình giải trí, vô lăng tích hợp phím điều chỉnh chức năng cùng rất nhiều các tính năng khác trên xe. Xe lên màu. Và ngay bên cạnh đây thì đó là một chiếc xe Ford EcoSport phiên bản này là phiên bản 1.5 số tự động, sản xuất là 2017. Giá chiếc xe hiện đang giao bán với mức giá là 485 triệu. Xe có ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da màu đen. Anh chị và các bạn quan tâm hãy liên hệ, em sẽ gửi chi tiết đầy đủ. Và ngay bên cạnh đây thì đó là một chiếc xe Mazda 3 phiên bản 2.0 số tự động, sản xuất là 2017. Xe thì còn rất đẹp ạ. Các chi tiết về ngoài, ngoại thất và nội thất của chiếc xe. Chiếc xe đang giao bán với mức giá là 585 triệu. Có trang bị đầy đủ tính năng option như là rửa đèn pha, rồi là hắt kính, màn hình giải trí, vô lăng tích hợp cùng rất nhiều các tính năng khác trên xe. Lốp xe ta lông còn rất dài, dày. Rãnh lốp còn rất là đẹp. Mâm đúc hợp kim, chưa hề có hiện tượng xước xác. Và ngay bên cạnh đây thì đó là một chiếc Toyota Corolla Altis. Chiếc xe này là phiên bản 1.8 số tự động, sản xuất là 2017. Giá chiếc xe đang giao bán mức giá là 660 triệu. Xe có ngoại thất màu nâu, nội thất ghế da màu đen. Trang bị cũng rất nhiều option, xe đăng ký biển thành phố, xe rất đẹp ạ. Xem. Anh chị và các bạn nếu mà không ưng thích màu nâu này thì bên showroom vẫn còn một chiếc màu trắng nữa để cho anh chị và các bạn có thể chọn lựa. Ngay bên dưới đây thôi ạ. Chiếc xe này thì sản xuất là 2018, hơn chiếc màu nâu này một đời. Và giá chiếc xe hiện đang giao bán với mức giá là 685 triệu. Xe ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da màu kem. Em sẽ đi qua một vòng để anh chị và các bạn có thể tham khảo qua. Xe chủ xe cực kỳ giữ gìn nên cái tỷ lệ sơn zin trên chiếc xe còn rất nhiều ạ. Cũng như là các chi tiết nội thất ghế da còn rất tươi. Đấy, sản xuất 2018. Giá chỉ rơi mức 685 triệu, còn thỏa thuận hỗ trợ giá cho anh chị và các bạn khi liên hệ. Và ngay bên cạnh đây thì em có một chiếc Hyundai i10 phiên bản 1.2 số tự động, sản xuất 2016, phiên bản nhập khẩu, đăng ký biển Hà Nội. Giá chiếc xe thì hiện đang giao bán với mức giá là 365 triệu. Xe rất đẹp ạ. Phiên bản này nó trang bị đầy đủ màn hình. Đấy, chị và các bạn có thể tham quan qua. Xe là phiên bản nhập khẩu đấy anh chị nhé. Ở ngay bên trong góc đây thì em có một chiếc Hyundai Santa Fe 7 chỗ máy dầu phiên bản full ạ, sản xuất là 2019, đăng ký biển thành phố. Chiếc xe thì đang giao bán với mức giá là 1 tỷ 120 triệu. Xe còn hỗ trợ giá cho anh chị và các bạn khi liên hệ ngay hotline trên màn hình. Và tiến xuống bên dưới đây thì em có một chiếc xe 7 chỗ nữa. Chiếc xe này là phiên bản máy xăng của Toyota, Toyota Fortuner phiên bản 2 cầu số tự động. Chiếc xe này được chủ xe lên rất nhiều đồ chơi, cam hành trình, rồi là vô lăng tích hợp, phím điều chỉnh chức năng, màn hình giải trí, đã lên màn hình Android rồi. Đấy, cùng rất nhiều các tính năng khác trên xe. Anh chị và các bạn quan tâm chiếc xe này hãy liên hệ ngay. Xe thì bán cũng rẻ thôi, giá chỉ có với mức giá 415 triệu. Sẽ còn giảm cho anh chị và các bạn khi qua trực tiếp showroom. Vừa rồi thì em cập nhật sơ qua cho anh chị và các bạn những mẫu xe hiện đang bày bán tại HT Auto, địa chỉ 288T Phạm Hùng,
Anh chị và các bạn quan tâm những chiếc xe nào trên đây thì hãy liên hệ ngay hotline trên màn hình. Em sẽ gửi chi tiết đầy đủ thông tin báo giá cũng như là các ưu đãi tốt nhất cho anh chị và các bạn khi liên hệ trực tiếp. Anh chị và các bạn đừng quên đăng ký kênh chợ xe, kênh mua bán xe cũ để nhận được các video mới nhất. Ngoài ra còn một kênh nữa là kênh chợ xe ô tô cũ, sẽ cập nhật chi tiết đầy đủ những cái xe nhỏ lẻ để anh chị và các bạn có thể là quan tâm theo dõi vào trong đấy ạ. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.